Dạ anh em, về cái đây là cái chà lúa, cái lúa ở trên hồ đất của em nè anh em. Hiện tại bây giờ 56 ngày nghe anh em con nha. Đó thì anh em cần nhớ bấm vào từ đăng ký kênh thì em sẽ chia sẻ anh em. Em phun cử lẹt xẹt, em nhìn như thế nào em phun nghe anh em con. Thì hôm nay em đi vào vấn đề chè là đề đó, thứ nhất là về cách ngâm giống, cách ngâm giống, cách các chủ động phòng ngừa một số dịch hại ở vụ thu đông nha. Đúng rồi, Đây cái đúng ngâm đúng giống đúng của em đây nè con nha. Nói chung với cái bồn này á, là anh em ngâm được cái chừng chừng 20 công đất đó anh em con nha, một cái bồn vậy đó. Thì em có cái chia sẻ cái video chia sẻ cái bồn mà em làm á anh con. Nó thì nói chung cái bồn đó thì em ngâm không đủ nên em đem xuống xuồng em ngâm nè anh em con. Thì cái này ví dụ như em chia sẻ anh em con nha, khi anh em mà con mình á, khi nên mà con mình nó mà khi mà mình ngâm á, con ngâm mình để vô mình ngâm ngâm thì trong vòng 14 tiếng nghe nè con, 14 tiếng mình vớt ra nha. Mình vớt ra rồi xong đó mình bơm nước mới, xong đó mình trộn xi mô pH vô, thì đối với em là 20 công á nè con nha. Rồi em 20 công là em trộn 2 kg xi mô pH, khuấy thật, anh em khuấy như cho thật đều trong nước, rồi xong rồi anh em ngâm thêm 10 tiếng hồ nữa nghe anh em con nha. Ngâm thêm 10 tiếng nữa thì chúng ta vớt ra nha. Ngâm anh em ngâm thêm 10 tiếng nữa, cái này là cái giải pháp mà kích rễ mà nó rễ ra sớm nhất anh em con nha. Rễ ra mạnh thì bắt buộc nó sẽ nhảy chồi sớm nghe anh em con đó, bởi vì cố gắng những cái trường hợp mà em chia sẻ anh em mà con mình đó. Đó thì em nhớ bấm vào từ đăng ký kênh để xem hết tắt đi video anh em nha. con ơi, để biết tình hình cái dịch hại như thế nào á. Nó thì để em cũng chia sẻ trên cái video đó anh em, cái kênh này anh em nghe và anh em tìm hiểu đến cái tình hình dịch hại á, để mình biết chủ động phòng ngừa anh em con. Nó thì xong, khi anh em xong rồi anh em rửa rửa sạch rồi anh em ủ lại trong vòng 20 tiếng là anh em bắt đầu đi xạ nha. Nếu mà ở trường hợp mà nếu mà anh em xạ lúa, xạ lúa mà trường hợp mà nếu mà mình xạ mà cái nền đất như cái đồng sân á, thì anh em để cái chừng 18 tiếng nè. Đó, cái quá trình làm đất này anh em con ha. Thì em sử dụng lại cam em quay với cái miếng đất cho em rồi quay người ta đắp bờ anh em con. Nó thì có nhiều anh em, bây giờ em xin em nói với một số vấn đề này một chút xíu nha anh em mà con. Thì nó một số anh em mình á, thì nãy giờ em cũng chia cái kỹ thuật mà mình trộn sumo pH để kích rễ anh em con. Thì kích rễ sớm nhất á, khi mình xạ xuống á, thì nó sẽ tạo được cái nhiều lông hút và bắt buộc nó sẽ nhảy. Khi nó ra rễ sớm thì bắt buộc nó sẽ đâm chồi sớm nghe anh em con nha. Thì em sẽ chia sẻ lần lần hết nha anh em con. Thì cho em xin nói về cái vấn đề này cái anh em con, tại vì khi em chia sẻ video quá nhiều anh em có lên bình luận hỏi em cái chi phí bao nhiêu nha. Thì cái chưa hết vụ thì chưa biết cái chi phí bao nhiêu đâu anh em mà con ơi, với tình hình mình xuống giống như thế nào nữa anh em con ơi. Nếu tình hình mình xuống giống không có dịch á, không có dịch đó, thì nói chung là cái chi phí nó rất thấp nha anh em con. Nó và thứ hai mà khi anh em muốn giảm chi phí, anh em mà con mình muốn giảm chi phí thì đầu tiên là anh em phải biết được nhận diện được bệnh nha, nhận diện được bệnh và biết cách đưa thuốc vô cho đúng thì nó mới giảm được chi phí. Còn bây giờ anh em chưa nhận diện được bệnh này, chưa biết tình hình dịch bệnh như thế nào này, nó thì anh em muốn giảm chi phí em nó không có được đâu giảm nữa. Khi mà anh em, tại vì khi anh em mình xịt mỗi lần xịt thì anh em cộng rất nhiều thứ nha, ngừa tùm lum thứ hết. Nhưng mà khi anh em muốn giảm được cái chi phí, đầu tiên là anh em phải biết nhận diện được bệnh và nắm bắt được tình hình dịch hại thế này mà con. Còn cái chuyện phân thì nó giảm giảm một vụ gì anh em muốn giảm, chừng 10 kg phân là hết là lãi anh em con. Anh em muốn đối chúng mà anh em muốn giảm thì anh em phải biết được cái tình, anh em nắm được cái tình hình dịch bệnh và biết xác định được cái bệnh đó là bệnh gì thì lúc đó mình mới giảm được cái chi phí. Còn bây giờ anh em chưa biết xác định thì không bao giờ giảm được cái chi phí. Còn nếu mà thật sự anh em muốn xem, anh em chỉ xem cho vui thôi nha. Còn nếu mà thật sự anh em muốn mà giảm chi phí thì anh em qua kênh khác anh em xem và theo làm theo người ta thử coi giảm chi phí không nha. Còn nói về vụ lúa miền Tây là nói là làm vụ trên cái thực tế, miếng nào ra miếng đó
em làm diện tích rộng, diện tích hẹp gì em cũng chia sẻ bà con hết. Chứ không phải là nói chung mình giảm chi phí á, là mình phải biết cách mình đưa trộn vô, mình để mình giảm phân. Đầu tiên mình giảm tiền công thì 10 cái phân đi đó, rồi mình biết cách mà mình để xác định được bệnh để mình đưa thuốc vô nghe. Nhưng mà anh em thấy cái tình hình bây giờ, em nói thiệt với anh em, bây giờ nếu mà không xịt cũng không được nghe. Tại vì anh em biết thứ nhất là bây giờ tình hình là cái tình hình vụ này anh em chủ động, thứ nhất là phòng ngừa cái mũi hành giả vụ thu đông này anh em con nha. Mũi hành nè nha, gầy nâu nè, gầy phấn trắng nè nha anh em con. Năm nay ba cái dòng dịch nó cắt dữ nha anh em con, mà chỗ gây mưa nữa là quy khuẩn nữa, rồi anh em mới tính nha. Thì lúc đó bây giờ cái chi phí nó phải sẽ đội lên nè anh em con ơi. Nó còn nếu chung là tình hình nó dịch hại nó thuận đó, thì mình không nói nó. Còn nói gì anh em, nếu mà anh em muốn giảm chi phí á, thì anh em qua mấy kênh mà nói về giảm chi phí anh em làm áp dụng ha. Nó còn không anh tin, anh em cứ tin anh em không tin thôi. Còn anh em muốn ấy á, anh em cứ thử một miếng làm theo của miền Tây và một miếng làm theo cái kênh khác, thì anh em thấy cái độ cây lúa và cái độ lực và cách quản lý bệnh, thằng nào bệnh nhiều hơn là anh em biết nha. Và năng sức thế nào luôn, em dám em nói thiệt, em làm em dám khẳng định được cái năng sức thì đó. Với lại anh em nhớ cái vụ đông xuân á, làm sao mà anh em làm, rồi vụ thu đông rồi làm sao làm. Thu đông thì bắt buộc phải cứng cây, vụ đông xuân là bông phải gối thì mới gọi là chúng. Còn nói thiệt bông siêu 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 thì nói bây giờ nó thiệt anh em ai cũng làm được hết, nhưng mà tạo cái độ đùm cho bông và cái độ gối của cái bông lúa khi nó cong cái me xuống mà anh em nó quện cục thì lúc đó mới gọi là lúa chúng. Còn bây giờ nói về lúa mà siêu siêu về hướng mà cắt ra thì nói chung tấn mấy thì nó bình thường ở đông sơn nghe anh em con, tấn ngoài bình thường nó đó. Làm chia sẻ anh em thật lòng á. Còn cái chuyện mà như mà anh em muốn kích rễ sớm và để nhánh sớm thì bắt buộc anh em phải là anh em bà con mình á, nói như em cái chia sẻ đầu tiên phải ngâm giống nha. Cách ngâm giống là quan trọng nhất, ngâm giống và lớp giúp cho cái lúa khỏe ngay từ đầu vụ thì anh em mới đạt được cái số chồi nha. Và kỹ với thực bón phân là rất quan trọng, và chọn phân để bón rất quan trọng nghe anh em con. Nó thì như em có chia sẻ anh em á, thì nói chung là ở cái cách ngâm giống thì em có nói rồi. Bây giờ anh em cứ ngâm, anh em đổ nước vô, anh thấy lúa vô anh ngâm 14 tiếng, anh em khui nước nó bỏ, anh em đổ thuốc, đổ nước vô lại và anh em trộn sumo pH vô nha. Để khi mình vãi xuống cái tỷ lệ rễ nó ra nhiều thì bắt buộc sẽ để sớm anh em con ơi nha. Anh em nhớ cái vụ này cố gắng phòng trừ, chủ động phòng ngừa nghe anh em con. Phòng ngừa mũi hành nè, năm nay là dịch mũi hành đó nghe, vụ này dịch mũi hành đó nghe anh em con. Cái này em mới nói trước nha, mũi hành nè, gầy phấn trắng nè, gầy nâu nè nha, và quy khuẩn nó. Em nói thật sự nhiều anh em còn có chạy nhiều trà lúa còn bị đổ ôn nữa anh em con nha. Nó thì anh em cứ làm đi rồi anh em thấy. Rồi bây giờ tình hình nó dịch vậy đó, rồi anh em muốn giảm chi phí đường nào nha. Giảm chi phí là anh em biết xác định được cái bệnh, và anh em biết được cái thời tiết nó như thế nào, và biết mình biết dịch hại gì để mình quản lý cho nó tốt. Chứ mà anh em cứ phun ngừa không tiền nhiều lắm nghe anh em con nha. Và phun ngừa mũi hành là để thời điểm nào thì nó hợp lý nữa nó. Thì đó là những cái quá trình mình nói chung là em làm á, là trên cái thực tế em làm, em chia sẻ anh em bà con, nhiều anh em đăng ký kênh cũng biết em rồi. Em làm miếng nào ra miếng nấy, từ đầu vụ tới cuối vụ, chứ không có quay tàu lao và xịt như thế nào, giải phân như thế nào em cũng chia sẻ hết. Chứ không phải là em làm rồi anh em cứ, anh em không tin thì anh em cứ em giải bao nhiêu ký em cũng đi chia sẻ, và em xịt làm sao á thì anh em cứ cộng chi phí lại rồi anh em coi cái bao nhiêu tiền nghe. Đó là cái điều mà vụ lúa miền Tây muốn chia sẻ. Còn về cái khi mà anh em xả xuống á, khi anh em ngâm giống rồi đó, ngâm đúng 14 tiếng là anh em đổ ra, anh em thay nước trộn sumo pH, anh em ngâm thêm 10 tiếng nữa nghe nè, 12 đến 14 tiếng là anh em đổ nước ra là tới 10. Rồi anh em thêm ngâm, anh em ngâm sao mà trong vòng 20 tới 4 tiếng đồng hồ thì anh em vớt ra anh em ủ nha.
ở vụ Đông Xuân nha anh em con, anh em ủ như vậy là 18 tiếng anh em xả được rồi. Còn vụ hè thu này là anh em ủ là phải từ 22 tiếng nha, 22 tiếng thì anh em đem xả thì nó mang hiệu quả cao nha anh em con. Cái này là em chia sẻ anh em không tin anh em cứ thử nha. Cái vụ Đông Xuân anh em xả 18 tiếng, anh em ủ 18 tiếng anh em đi xả là ngon. Còn vụ hè thu là phải 22 nha, 22 tiếng đồng hồ thì anh em ha nó đem đi xả đó. Rồi kể về cái xả sau khi xả xong với em con nha, thì em nói về cái mặt đồ em xả ở cái vùng đất Tân Hiệp này anh em con ơi. Em xả tiếp tục 5451 nha, do tập đoàn nó làm 5451 nên mình nằm 5451. Thì em xả là 24 cái giống nha anh em con. 24 cái giống vô công 1296 m2 là bằng một giả hai đó anh em con nha. Đó là 10 công em xả 6 bao giống nha, 6 bao giống nha. Bao giống là một bao 40 kg, 6 bao á, 6 bao á, 6 bao là 22, 240, 240 là ra 10 công anh em con nha. Đó thì khi mình làm như vậy anh em con, tí qua cái khi mà tới khi mình xịt diệt mầm thì anh em nhớ cái vụ hè thu này, khi mà lúa không mưa, thu đông này không mưa thì anh em để 2 đêm anh em hay xịt mầm nha. Còn nếu mà khi mà có mưa 3 đêm anh em hay xịt diệt mầm nha, 3 đêm xịt diệt mầm. Thì anh em nên cộng diệt mầm như này anh em coi, nếu mà anh em quản lý muốn cho một lần một nó đạt á thì anh em cộng thằng sulfit với thằng cantanin nha. Đó thì cứ cứ cantanin á, mà nếu anh em xịt máy bay á thì cỡ 1 lít 2 á em con, 1 lít 2 cho 10 công 1296 m2 nha. Còn sulfit là 2 chai, 2 chai ra là 1 lít á anh em con, cho 10 công 1296 m2 nha. Nó còn anh em không muốn mà lúa mình sung á, sung sớm thì anh em cộng thằng combilet hoặc là thằng ogarit nha. Đó đó thì anh em cộng cái, nói chung là cái trồng chung với lượng mình bổ sung đầu tiên đó. Đó rồi nếu mà anh em tình hình mà nếu mà thời tiết ngon lành đó, anh em cứ bón lót nha anh em con. Cái quan trọng trọng là cái kỹ thuật bón lót là quá quan trọng để cho anh em mình, anh em mà con mình á bón lót là thứ nhất là cái lúa nó khỏe, khi anh em đưa nước vô nó sẽ không bị ngập nước, nó sẽ dương theo nước nghe anh em con. Thì khi em chia sẻ anh em á, thì hiện tại bây giờ em bón bằng phân cassette luôn anh em con ha, nha. Nó kết hợp trộn xung 10H. Thì em bón 5 kg L1 cassette trộn với 5 kg lăng nha. Nó 10 công em trộn 2 kg CMPH. Nó để em vải cho một cho 10 công em trộn 2 kg CMPH nha, để em giải bón lót nha. Bón lót của em là bón sau xạ 2 đêm nha. Anh em mà con. Đó đây nè, bây giờ cái quá trình người ta xả đó anh em con nha. Thì đó là những gì mà em muốn trao đổi và chia sẻ cùng anh em bà con mình để đảm bảo được cái năng suất nha, để đạt được cái năng suất. Và những cái tình hình dịch hại em cũng có chia sẻ, chủ động phòng ngừa muỗi hành, gầy phân trắng, gầy nâu, vi khuẩn nha. Đặc biệt á, là lẹt xẹt, anh em cố gắng quan sát bẻ lúa nha anh em con nha, cố gắng nhìn cái bè lúa nghe anh em con. Đó rồi em chào anh em một con, chúc anh em một con sức khỏe.